Tuần sau, mụ vợ anh về bên ngoại rồi. Chúng mình đi Nha Trang trên một tuần nhé. Dạ vâng. Thế, có sợ chúng em nghi ngờ không? Anh sợ gì? Anh không biết được đâu. Cô ơi, vào ăn cơm đi em. Dạ. Ôi ngon thế. Đây là một bên không? Em này, sang tuần ấy, em phải đi công tác xa tầm một tuần. Ừ, công việc là quan trọng mà. Nhưng mà em nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Em biết rồi ạ. Ăn đi. Lâu mà có gì sao không đi cùng một người vợ đi công tác mà sợ ai không có mang tiếng mà sợ vợ sợ vợ thì nó làm sao miễn gia đình phúc được rồi được đấy nhớ mụ đấy thằng nào cũng xong việc sớm về nhà nấu cơm cho vợ bao nhiêu cô gái về quanh chẳng nhanh ngó ngàng gì đến tiếng ngoại tình ấy là bản năng còn chung thủy là sự lựa chọn hồi đấy hai đứa yêu nhau cũng có phải sự phản đối gia đình cô ấy lắm nhưng mà cuối cùng thì cô ấy đã quyết tâm chọn anh thế nên là anh không thể nào phụ lòng cô ấy được nước sôi rồi kìa em vào đây tắm đi chơi đùa nhau thôi anh ạ. Đồng nghiệp ấy mà. Đồng nghiệp à? Đồng nghiệp mà trêu đùa nhau, rủ nhau đi nhà nghỉ à? Đồng nghiệp mà em yêu anh quá, anh nhớ em quá à? Em xin lỗi anh, thật ra là đi công tác hơi lâu, em bị cô đơn. Mà anh ta lại nhiệt tình với em quá nên là em... Cô đơn? Cô đơn quá nên em chốt sai à? Em chốt sai với một người đã có vợ con đều rồi à? Không, anh tin em đi. Thật ra là em chỉ đi quá giới hạn có một lần đấy thôi. Em không muốn phản bội anh đâu. Tin em à? Từ trước đến giờ em vẫn luôn tin anh. Tin em một cách mù quáng. Để bây giờ em phải tin em kiểu gì nữa không? Anh tha thứ cho em đi. Em chốt sai. Từ trước đến giờ em vẫn luôn tha thứ cho em mà. Em ở em không biết nấu ăn. Anh sẵn sàng rồi đấy. Em ở em không muốn sinh con để cái biết sẽ ảnh hưởng vóc dáng. Ok, điều đấy anh hiểu. Nhưng riêng cái phản bội này thì không thể chấp nhận được. Mình ly hôn đi. Không, anh. Em không đồng ý. Em không muốn chúng ta ly hôn đâu. Alo bố à? Thằng khốn nạn này, ngày xưa con cũng bất chấp sự phản đối của tao để quyết tâm lấy mày. Thế mà bây giờ mày đối xử với nó như thế à? Cúc nói hết về bố mẹ rồi ạ? Tao,
Con... Con nghe đi mẹ. Ôi con ơi, sao mày lại ngoại tình rồi về đòi bỏ vợ như thế hả con? Vợ vừa đẹp vừa ngoan thì mày không thích, lại thích ra ngoài mèo mả gà đồng. Mày làm như thế thì sau này bố mẹ làm sao dám nhìn mặt ai nữa? Mẹ ơi, chuyện không phải như thế đâu ạ. Alo. Alo. Thủ tục ly hôn anh làm xong rồi. Nhưng hôm nay bố mẹ gọi điện máy ngoại tình. Chuyện này là sao? Em đã nói rồi, em không muốn ly hôn. Anh, em biết em sai rồi. Em sẽ hứa không bao giờ tái phạm lại lỗi lầm này nữa. Em tha thứ cho một lần này thôi. Em thật sự không muốn ly hôn với anh đâu. Thật lòng mà nói, nếu không có chuyện ngày hôm nay, có lẽ anh sẽ im lặng và giữ lại cho em một chút thể diện đấy. Nhưng em xem, có người phụ nữ nào bạc bẽo như em không? Đã đi ngoại tình bị phát hiện rồi, lại còn lấp liếm, lại biến bản thân thành nạn nhân à? Cái cách làm của em ấy, càng khiến anh khinh bỉ em hơn, chứ không giúp chúng ta hàn gắn lại đâu. Sao phải cố chấp thế nhở? Anh có biết vì yêu và cưới anh mà tôi đã phải chịu sức ép của gia đình như thế nào không ạ? Mà bây giờ tôi mới sai có một chút, anh đã đòi ly dị. Anh... Cho đến giờ phút này mà em vẫn nghĩ mình là người bị hại trong mối quan hệ này à? Vậy bao năm qua anh đối xử với em không tốt à? Anh vẫn luôn nghĩ rằng chúng ta sẽ cùng nhau mà cố gắng, cùng nhau vượt qua sự ngăn cản của hai gia đình, lại còn kinh tế của hai đứa nữa. Vậy điều cuối cùng anh nhận lại được là gì? Không phải là sự phản bội của em à? Em xin lỗi, chỉ là nhất thời em không chống lại được sự kích thích ấy nên là em vẫn luôn là một đứa trẻ không lớn. Hóa ra ngày xưa em quyết tâm cưới anh tại vì em đi tìm cái kích thích không vâng lời cha mẹ. Đến bây giờ cuộc sống hai đứa ổn rồi thì em đi tìm cái kích thích mới à? Em xin lỗi, anh không có nhiều thời gian để chờ em trưởng thành đâu. Những gì cần nói anh cũng đã nói hết, chúng ta cũng không thể quay lại được nữa đâu. Nếu em còn lòng tự trọng ấy thì hãy đi giải thích với bố mẹ chuyện em bịa ra đi.